Đây là bãi xe cháy ở chung cư Carina. Từ tia lửa nhỏ phát ra từ chiếc xe Attila trong hầm gửi xe, ngọn lửa đã bùng lên làm thiệt mạng 13 người, hàng chục người bị thương, hàng trăm chiếc xe cũng bị thiêu rụi. Và những hầm gửi xe đang là mối lo mất an toàn cháy nổ tại các chung cư ở thành phố Hồ Chí Minh. Bởi vì hầm để xe của chúng ta đó là phần lớn là xe gắn máy, mà xe gắn máy của chúng ta lại rất nhiều xe là đã quá niên hạn, tức là quá cũ, và rò rỉ xăng là chuyện rất là dễ thấy ở trong các tầng hầm. Mà chúng ta đã vào các tầng hầm chung cư mà chỗ để xe máy chúng ta thấy ngột ngạt. Ngột ngạt là vì rò rỉ xăng. Rò rỉ xăng nó bốc hơi thành khí metan ở trên, cho nên nếu mà bất cẩn chỉ cần một tàn lửa, một điếu thuốc là có thể gây cháy. Lâu nay nhà nước ta đã có rất là nhiều quy định nhưng chúng ta thực hiện chưa nghiêm túc. Có thể là từ chủ đầu tư, cũng có thể là từ ý thức của người dân, cũng có thể là từ công tác quản lý nhà nước. Chúng tôi sẽ rà soát lại toàn bộ và sẽ cố gắng làm sao á là mình đã có kinh nghiệm quản lý dân cư, nhưng cái kinh nghiệm quản lý chung cư đó chúng ta phải tiếp tục hoàn thiện để làm sao cuộc sống nhân dân ngày càng tốt hơn, an toàn hơn. Theo Sở Xây dựng Thành phố Hồ Chí Minh, hiện thành phố có 7 chung cư chưa nghiệm thu công trình phòng cháy chữa cháy nhưng đã cho người dân vào ở. Trong đó, rất nhiều chung cư, khu vực để xe không đảm bảo an toàn phòng cháy chữa cháy. Để hạn chế những rủi ro về cháy nổ, Hiệp hội Bất động sản Thành phố Hồ Chí Minh đã có văn bản kiến nghị gửi Bộ Xây dựng bổ sung quy định tách biệt khu để xe theo mô hình của Singapore. Rõ ràng là nó liên quan về cái quỹ đất. Bây giờ là trong quy chuẩn thiết kế của mình đối với nhà cao tầng thì phải có từ 1 đến 2 tầng hầm, nó tùy theo cái quy mô thiết kế để mà làm nơi đổ xe. Thì nếu như mà chúng ta không làm như vậy mà chúng ta tìm một cái đất riêng bên ngoài để làm bãi đỗ xe thì đó là quá tốt rồi. Nhưng mà nó liên quan về cái quỹ đất, hệ số sử dụng đất cũng như là cái chi phí của chủ đầu tư. Đối với những cái dự án xây dựng chung cư mới thì cũng nên là tách cái khu vực để xe riêng ra khỏi khu vực ở. Tuy nhiên, để cho đảm bảo tính khả thi thì chúng tôi đề nghị cái hệ số sử dụng đất đối với khu vực mà để xe là được tăng thêm để đảm bảo cái tính khả thi về mặt kinh tế. Chứ nếu không nó sẽ dẫn tới chuyện là tăng cái giá thành của căn hộ và người tiêu dùng phải gánh chịu. Ngoài đề xuất tách bãi gửi xe ra khỏi nơi ở tại các chung cư, Hiệp hội Bất động sản Thành phố cũng kiến nghị Bộ Xây dựng sớm ban hành quy chuẩn xây dựng Việt Nam về tiêu chuẩn thiết kế nhà cao tầng và quy chuẩn kỹ thuật quốc gia về an toàn cháy cho nhà công trình theo hướng nghiêm ngặt hơn. Hiệp hội cũng đề nghị thành viên của chủ đầu tư phải tham gia vào ban quản trị của chung cư để tăng thêm trách nhiệm trong quá trình quản lý và vận hành chung cư.